Ntar lu ke ntar sebentar lah. Ntar ke. Ten ba lu mun tar ki wa mun ngecak mah ntar de mun ba. Lu ba ba lu ngecak ntar ke ba. Hoi. Mình xin chào mọi người nha. Đây là video tiếp theo của mình nhé mọi người. Thì video hôm nay thì mình lại đi hái trái năm trước mình hái mọi người. Năm trước thì mình có hái cái trái đó mọi người. Nhưng mà mình không biết tên. Cái trái đó thì giống như thanh kiếm lắm mọi người. Nên bây giờ thì để em mình sẽ đi mọi người. Em của mình thì đã đi trước lắm mọi người. Đây là con của mình. Hai đứa. Thì cây này thì rất là cao luôn mọi người. Nên mình phải chặt tre. Tre rất là dài luôn. Mới hái được mọi người. Đấy, em của mình được tre rất là dài luôn mọi người. Các bạn ơi, xuống lên. Đơn mà cắt. Thôi chưa được. Rồi mọi người, em mình chặt trái này mọi người. Trái này rất là dài luôn. Chưa? À, dài luôn. Thì năm trước thì mình có quay cho mọi người xem cái trái này. Đây, chặt tới đế luôn mọi người. Thì trái này thì mình phải chặt rất là dài luôn. Rồi với tới được. Thì trái này thì khoảng 8 mét mọi người. Sau khi mình chặt xong thì mình cho em của mình cột liềm luôn mọi người. Kìa, liềm kia. Đây. Đây. Đây là liềm mọi người. Rồi, em mình cột liềm mọi người. Cột này thì phải cột chắc mọi người. Nếu cột không chắc thì không được. Lạt nữa thì tuột luôn nếu cột không chắc. Em của mình cột rất là chắc luôn mọi người. Để cột không chắc thì lát nữa sẽ tuốt. Tuốt thì mệt lắm. Ra đây. Ừ. Còn dễ mọi người. Rồi, đã làm xong rồi mọi người. Bây giờ thì hai anh em mình đi. Đi hái trái thanh kiếm mọi người. Mình cũng biết không biết tên luôn, nhưng mà mình cứ gọi đại là trái thanh kiếm mọi người. Kia cái cây nhỏ nhỏ kia mọi người. Ở đây thì nhìn xa thôi, nhưng kia thì nhìn cân rất là cao luôn mọi người.
ơi, đi thôi. Việc là hại được không mọi người? Ở chủ mình gọi là tại đó đây là a pin mọi người, trại a pin. Chỗ mọi người gọi thì mình không biết luôn. Trái mọi người đây, hãy ăn luôn. Đây là trái đậu mọi người. Ôi cha, không tới mọi người. Thì rất là cao luôn mọi người. Ui, cây tre này rất là cao luôn. À, cây này rất là cao luôn. Đây mọi người, em của mình hái được một trái mọi người. Đây, đây là trái thanh kiếm mọi người. Nhìn trong thanh kiếm luôn. Nên mình gọi đại là trái thanh kiếm. Chúng mình gọi là apin mọi người, trái apin. Cái trái này thì rất là thơm luôn. Thơm ăn. Còn 4 trái, 5 trái nữa mọi người. Kìa. Con trái mọi người. Nên em của mình hái cho hết luôn. Nhưng không biết cách nào để hái mọi người. Ui, quả cao luôn mọi người. Cái này to to một lần cả. À, cái này lần to cả. Ráp mà bờ. Được cái lẽ lần cái tiếng cái lẽ lần. Đây. Đây mọi người. Đây là trái thứ hai mọi người. Đây. Đây là quả. Quả trái này mọi người. Ngăn nặng. Cái này rất là cao luôn mọi người. Cái cây này rất là cao luôn. Cái trái này cũng rất là cao luôn. Nhưng mà với không tới luôn. Cái cây này thì khoảng 8m, 9m. Nhưng mà không tới luôn. Không biết cảnh này, cảnh nào hái luôn. Mang tạ sẵn. Này, có sợ sao cắt. Chắc thử. Hát ở bên đường đây, hai trái lắm mọi người. Mình chờ em của mình đi chặt cây tre để nối lãi mọi người. Cây tre khi này thì quả ngắn lắm mọi người, nên hái không được, nên hái được hai trái mọi người. Rất là thơm luôn. Rồi, cột xong rồi mọi người. Rồi, lại tiếp tục hái cho mọi người xem. Thì cây tre này rất là dài luôn, khoảng 11 mét mọi người. Dài dài mà chưa tới. Tre cái này thì không dài mấy đấy.
Mong mà làm kìa. Để làm tu ảnh mấy cơ lệ. Hết tao mà. Rồi, bốn trái mọi người. Đây. Đây mọi người, đây là trái mẹ mình trống mọi người. Trái đậu. Ngon, ngon dữ. Đằng kia còn nhiều trái lắm mọi người. Rồi dậy đằng kia luôn. Nhưng mà nhìn về mọi người. Về. Rồi thì gần tới nhà đó mọi người. Đây mọi người, mời mọi người ăn này. Đây là cái thằng kia mình với đứa em mình hái được mọi người. Đây, rất là ngon luôn. Mời mọi người nha.